Thưa quý vị và các bạn, Cảnh sát Đức ra lệnh truy nã tướng tình báo công an Cộng sản Việt Nam Đường Minh Hưng vì ông này đóng vai trò chỉ huy trực tiếp vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh vào ngày 23 tháng 7 năm 2017 tại công viên Berlin, Đức. Tin này được báo Đức thét tiết lộ hôm 22 tháng 5 năm 2018 và tờ thời báo dịch sang tiếng Việt trung tướng đường minh hưng có chức vụ chính thức là phó tổng cục trưởng tổng cục an ninh bộ công an cộng sản việt nam cùng đoàn mật vụ đến berlin để bắt cóc trịnh xuân thanh được ghi nhận qua hình ảnh tại các khách sạn mà họ đặt chân đến vụ án bắt cóc trịnh xuân thanh đang được tòa thượng thẩm berlin xét xử với một nghi can duy nhất là nguyễn hải long một người gốc việt thành nghề dịch vụ chuyển tiền ở braha cộng hòa séc bị cáo buộc tội làm gián điệp và tiếp tay bắt cóc trịnh xuân thanh một đảng viên cao cấp bị nhà cầm quyền việt nam phát lệnh truy nã theo tờ báo đức thét được thời báo dịch lại báo đức chỉ trích chính phủ slovakia lươn lẹo khi không cung cấp đầy đủ và thành thật về những gì họ dính líu trong vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh. Qua những tuyên bố mâu thuẫn trái ngược nhau khi bị phía Đức chất vấn. Một chi tiết đặc biệt được tờ báo vừa kể tiết lộ là tướng Đường Minh Hưng đã bị cảnh sát Đức phát lệnh truy nã từ đầu tháng 10 năm ngoái không lâu sau khi vụ bắt cóc xảy ra và cảnh sát đức lần theo dấu vết của ông tướng công an này qua những ngày ông hưng cùng nhóm thuộc cấp có mặt ở berlin nước đức đến thủ đô bratislava của slovakia cảnh sát đức đã lần theo dấu vết hình ảnh lời khai của các nhân chứng đường đi của chiếc xe do nguyễn hải long thuê từ braha sang berlin thực hiện vụ bắt cóc đưa qua bratislava đã dẫn đến kết luận tướng Hưng là kẻ cầm đầu trực tiếp vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh nên đã ra lệnh truy nã. Theo những gì được phơi bày từ khi có vụ xử Nguyễn Hải Long một tuần trước khi vụ bắt cóc xảy ra ngày 16 tháng 7 năm 2017, tướng Đường Minh Hưng đã đích thân bay đến Berlin, cư ngụ tại khách sạn Berlin Berlin để chỉ huy vụ bắt cóc này. Cùng đi là hai phụ tá của ông ta một trong hai người các điều tra viên đức nhận diện được một người là sĩ quan tình báo vũ quang dũng trước đây đã từng sang đức tu nghiệp do chính phủ đức tài trợ nay quay lại đức để tham gia gây án bắt cóc người đứng tên thuê phòng khách sạn là trần văn vũ địa chỉ cư trú tại thành phố hà nội việt nam trần văn vũ chính là phụ tá thứ hai của tướng hưng Khách sạn Berlin Berlin rất gần với khách sạn Sirathon, nơi Đỗ Minh Phương và Trịnh Xuân Thanh hẹn hò gặp nhau từ ngày 19 tháng 7 năm 2017. Chi tiết này cho thấy tình báo Việt Nam đã biết trước nơi cư trú của cô Đỗ Minh Phương. Nên Tướng Hưng đã chọn khách sạn gần đó rất tiện để việc theo dõi, giám sát. Hai ngày trước khi vụ bắt cóc xảy ra, Tướng Hưng chuyển sang ở khách sạn Sutterhof do Nguyễn Đức Thoa, đại tá tình báo của Đại sứ quán Việt Nam tại Berlin, xếp đặt đi thuê. Nhưng ba phòng ở khách sạn Berlin Berlin vẫn được giữ lại để các thuộc cấp của ông ta ở. Khách sạn này cũng không xa, chỉ cách khách sạn Sirathon và khách sạn Berlin Berlin khoảng một cây số. Đào Quốc Oai và Nguyễn Hải Long đã đứng tên thuê hai phòng khách sạn Sutterhof cho đến ngày 25 tháng 7 năm 2017. Máy camera của khách sạn đã thu hình tướng đường Minh Hưng móc 800 euro tiền mặt ra trả tiền trước cho hai phòng này. Nơi đây được ông ta sử dụng như một trung tâm chỉ huy và hiếm khi bước chân ra ngoài. Đến ngày 23 tháng 7 năm 2017 thì thầy trò tướng Hưng ra tay bắt cóc Trịnh Xuân Thanh khi ông ta đi bộ cùng với bồ cũ là Đỗ Minh Phương tại công viên Tiergarten của thành phố Berlin. Cả hai đã bị các mật vụ tay chân của tướng Hưng bắt cóc khiêng lên chiếc xe VW7 chỗ ngồi lúc 10 giờ 50 sáng và bị trở thẳng đến Đại sứ quán Việt Nam tại Berlin. Khoảng 25 phút sau khi vụ bắt cóc xảy ra lúc 11 giờ 14 phút, Trần Văn Vũ, phụ tá của Tướng Hưng, trở về khách sạn Berlin Berlin làm thủ tục trả ba phòng thuê tại đây. Ngay từ sáng sớm ngày 23 tháng 7 năm 2017, Tướng Đường Minh Hưng rời khỏi khách sạn Souterhop lúc 8 giờ 18 phút sáng và không quay trở lại. Tuy nhiên, những dấu vết mà ông ta để lại thì đã là những lời tố cáo dẫn đến lệnh truy nã. Theo tờ báo Tech, chính phủ Slovakia biết về vụ bắt cóc rất sớm hơn là những gì ông thủ tướng của họ phân trần với chính phủ Đức. Cơ quan công tớ Đức ngày 28 tháng 9 năm 2017 đã nêu ra những nghi vấn về đội đặc vụ Cộng sản Việt Nam đến Đức rồi sang Slovakia ngày 26 tháng 7 năm 2017, tức 3 ngày sau khi vụ bắt cóc xảy ra. Đến ngày 4 tháng 10 năm 2017 thì Đức, bổ túc thêm lệnh truy nã một người Việt Nam có mặt trong cuộc họp với Bộ trưởng Nội vụ Slovakia tại khách sạn Boric, thủ đô Bratislava, cùng với Bộ trưởng Công an Cộng sản Việt Nam Tô Lâm. Người này chính là tướng Đường Minh Hưng, kẻ trực tiếp chỉ huy vụ bắt cóc. Sau một thời gian im lặng, Việt Nam trả lời các câu hỏi của Slovakia liên quan tới nghi vấn một chuyến bay rời từ Bratislava sang Moscow tháng 7 năm 2017 mà Đức nói có liên quan đến vụ bắt cóc ông Trịnh Xuân Thành. Đại sứ Dương Trọng Minh sau hơn 2 tuần bị Bộ Ngoại giao Slovakia triệu lên chất vấn đã nói rằng ông Trịnh Xuân Thanh chưa từng tới Slovakia. Trang tin Spek Tatter dẫn lời Thủ tướng Peter Pelegrini nói hôm thứ Năm sau cuộc họp thượng đỉnh không chính thức của khối EU tại Sofia, thủ đô của Bulgaria, ông đại sứ Việt Nam khẳng định chắc chắn rằng người đàn ông được nhắc tới không có mặt trong phái đoàn khởi hành từ Bratislava. Ông Helégrini nhanh chóng tuyên bố hôm 18 tháng 5 chỉ có các thành viên chính thức của phái đoàn Việt Nam lên chuyến bay mà Slovakia cho mượn người được cho đến thậm chí còn chưa bao giờ tới Slovakia. Đây là thông tin chính thức mà ông đại sứ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nói với bộ trưởng của chúng tôi. Ông thủ tướng được trang tin Spectator dẫn lời. Tuy nhiên trong phát biểu của mình, ông thủ tướng Slovakia gọi ông Trịnh Xuân Thanh là người đã bị bắt cóc từ Đức, chỉ dấu cho thấy Slovakia chấp nhận các chứng cứ phía Đức đưa ra, theo đó nói đã xảy ra vụ bắt cóc ở Berlin. Bình luận về tin trên, một nhà báo Đức hôm 22 tháng 5 nói với BBC rằng tuyên bố của phía Việt Nam hoàn toàn vô nghĩa. Chính phủ Việt Nam vẫn luôn nói rằng không hề xảy ra vụ bắt cóc, cho nên ai có thể tin được khi họ lên tiếng về vụ Trịnh Xuân Thanh. Nhà báo không muốn nêu tên này nói: Tôi tin rằng trái bóng vẫn đang nằm trên sân Slovakia, họ thực sự cần làm rõ mọi việc. Tuy nhiên tin từ phía việt nam dường như đã khiến cho slovakia ít nhiều thở phào nhẹ nhõm ông peolegrini nói rằng nay đã xác định được slovakia không hề can dự tới bất cứ hình thức nào vào việc bắt cóc ông trịnh xuân thanh và đưa nạn nhân ra khỏi eu ông cũng nói rằng slovakia có thể không cần phải giải thích gì thêm về việc bratislava không liên quan tới việc lên âm mưu hay tham gia vào việc bắt cóc Trước đó, hôm 3 tháng 5, đại sứ Dương Trọng Minh bị Bộ Ngoại giao nước chủ nhà triệu lên, yêu cầu giải thích cáo buộc được báo chí Đức Slovakia đề cập công khai hồi tháng 4. Bratislava đòi ông đại sứ đưa ra những giải thích liên quan tới các cáo buộc nói rằng Slovakia có tham gia dưới bất cứ hình thức nào những hành động nếu được chứng minh là có vi phạm trắng trợn luật pháp quốc tế. Phát ngôn viên Bộ ngoại giao Slovakia, Suko khi đó nói với phóng viên. Cũng liên quan tới vụ bắt cóc chị Xuân Thanh, người phát ngôn Bộ ngoại giao Việt Nam hôm 17 tháng 5 nói rằng, đây là những chủ đề mà Việt Nam đã phát biểu nhiều lần. Việt Nam đang tiếp tục trao đổi chặt chẽ với phía Đức và phía Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn phát triển quan hệ đối tác chiến lược với Đức vì lợi ích của nhân dân hai nước. Bà Lê Thị Thu Hằng được truyền thông Việt Nam đưa tin. Hôm 15 tháng 5, Chủ tịch Ủy ban An ninh Quốc phòng Slovakia Anton Hako sau khi nghe điều trần từ Bộ trưởng Nội vụ Senisa Sakova đã nói khả năng mà Đức nói rằng có một người đàn ông Việt Nam nằm trên chiếc máy bay Slovakia để ra khỏi nước này là khó xảy ra. Ông Anton Hako, đảng CIS nói không hề có một người như thế đi máy bay của chúng tôi. Toàn bộ các thành viên của đoàn Việt Nam đều được kiểm tra kỹ và không ai bị cưỡng bức lên máy bay theo trang Techra ngày 15 tháng 5. Hồi đầu tháng 8 năm ngoái, Đức tuyên bố rằng ông Trịnh Xuân Thanh đã bị bắt cóc ở Berlin và trục xuất một nhân viên an ninh làm việc tại đại sứ quán Việt Nam ở Đức. Bà Lê Thị Thu Hằng hôm ngày 3 tháng 8 năm 2017 tái xác nhận nội dung mà giới chức Việt Nam đã đưa ra hôm 31 tháng 7. Theo đó, ông Trịnh Xuân Thanh tự nguyện về nước đầu thú. Bà khi đó cũng đã tuyên bố rằng Việt Nam lấy làm tiếc về phát ngôn ngày 2 tháng 8 của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Đức. Điều khiến dư luận quan tâm là giới chức Việt Nam không nêu rõ ông Trịnh Xuân Thanh đã từ châu Âu về nước bằng cách nào.